Xin chào các bạn, bài học của chúng ta ngày hôm nay sẽ là quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế. Thì bài quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế nó sẽ là cái bài đầu tiên các bạn đi vào giải quyết từng cái quan hệ cụ thể trong quan hệ của tư pháp quốc tế. Tức là các bạn đã nghiên cứu tư pháp quốc tế, nó điều chỉnh những quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Và ngày hôm nay chúng ta nghiên cứu cái quan hệ đầu tiên là quan hệ sở hữu. Sau đó các bạn sẽ có quan hệ thừa kế, quan hệ hôn nhân gia đình, quan hệ hợp đồng ha. Vậy thì bài đầu tiên sẽ là bài quyền sở hữu. Để mà nghiên cứu cái bài sở hữu này thì các bạn phải nắm chắc được cái kiến thức nền của tư pháp quốc tế, các bạn phải nắm được đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế, các bạn phải nắm được phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế, nguồn là những loại nguồn nào, chủ thể là bao gồm những chủ thể nào, rồi cái phương pháp để giải quyết những hiện tượng xung đột pháp luật, và các bạn phải nắm được là khi mà quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài nó phát sinh tranh chấp như vậy thì cái tòa án nào sẽ là tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Đấy là những cái kiến thức nền mà chúng ta sẽ phải nhắc lại trong cái quá trình mà chúng ta trao đổi ngày hôm nay. Vậy thì khi mà nghiên cứu cái bài sở hữu này thì các bạn cần phải nắm được cái khái niệm của quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài. Khi nào thì một quan hệ sở hữu là một quan hệ có yếu tố nước ngoài. Tiếp theo nữa là mình phải nắm được cái nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật trong cái quan hệ sở hữu. Sau đấy nữa là để giải quyết xung đột pháp luật thì nó có một cái nguyên tắc chung của cái quyền sở hữu, đó là nguyên tắc luật nơi có tài sản. Nhưng bên cạnh đấy các bạn lại có một cái ngoại lệ của cái nguyên tắc luật nơi có tài sản này, thì chúng ta cũng phải nắm được khi nào thì chúng ta sẽ áp dụng những cái ngoại lệ. Và một cái nội dung nữa đấy chính là cái quyền sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, người nước ngoài ở lãnh thổ của Việt Nam mình. Đó thì đấy là những cái mà các bạn cần phải nắm được khi mà chúng ta nghiên cứu cái bài quyền sở hữu này. Và nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay sẽ bao gồm 4 phần. Phần thứ nhất, mình sẽ đi vào mình nghiên cứu cái khái niệm quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế. Thứ hai là mình sẽ tìm hiểu về cái thẩm quyền của tòa án Việt Nam trong các vụ việc liên quan tới quyền sở hữu có yếu tố nước ngoài. Và thứ ba nữa, mình đi nghiên cứu cái xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật trong quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài. Và nội dung cuối cùng đấy chính là quyền sở hữu của người nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Vậy thì các bạn nghiên cứu ở trong cái luật dân sự rồi, các bạn cũng thấy rằng cái quyền sở hữu nó là vấn đề xương sống của luật dân sự. Nó là tiền đề để nó phát triển những cái quan hệ khác của luật dân sự về tài sản sau này. Vậy thì quyền sở hữu trong luật dân sự các bạn học là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực chiếm hữu, sử dụng và định đoạt các tư liệu sản xuất cũng như là tư liệu tiêu dùng. Thế thì bài quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế này nó cũng là bài đầu tiên khi mà các bạn nghiên cứu từng cái chế định cụ thể của những cái quan hệ cụ thể trong tư pháp quốc tế. Thế thì mình đi vào mình sẽ nghiên cứu cái nội dung đầu tiên, đấy chính là khái niệm của quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế ha. Thì các bạn nhìn, các bạn cũng sẽ thấy là cái quan hệ sở hữu trong tư pháp quốc tế nó là quan hệ sở hữu và nó có cái yếu tố nước ngoài. Vậy thì mình sẽ đi mình nghiên cứu xem thế nào là quan hệ sở hữu, thế nào là cái yếu tố nước ngoài. Ở đây thì các bạn có thể, khi mà mình nghe tới cái quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài, mình sẽ đặt ra một vài cái câu hỏi, một vài cái ví dụ như thế này: người Việt Nam đi ra nước ngoài thì có được mua bất động sản tại nước ngoài hay không? Hoặc là người Việt Nam có được quyền chuyển nhượng, mua bán cái đất đai của mình cho người nước ngoài hay không? Hay là nhà đầu tư nước ngoài thì có được quyền sở hữu những cái tài sản gì ở tại Việt Nam? Hay là quyền sở hữu của vợ chồng như thế nào trong thời kỳ hôn nhân, sau thời kỳ hôn nhân? Hoặc là lấy một cái ví dụ cụ thể, các bạn cũng thấy là ở Việt Nam mình thì không được sở hữu súng. Vậy thì có những nước trên thế giới công dân được quyền sở hữu súng. Vậy thì một công dân là người nước ngoài như vậy, người ta sở hữu một khẩu súng khi mà người ta mang vào Việt Nam, thì cái vấn đề đấy nó sẽ đặt ra như thế nào? Đấy là một vài cái ví dụ mà liên quan tới cái quyền sở hữu có yếu tố nước ngoài mà chúng ta sẽ đi nghiên cứu trong ngày hôm nay. Để xác định cái thế nào là một quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài thì chúng ta không có một cái quy định cụ thể ở trong bộ luật dân sự về quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài, mà chúng ta sẽ phải căn cứ trở lại vào cái quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Nó được quy định tại khoản 2 điều 663 của bộ luật dân sự năm 2015 mà các bạn đã nghiên cứu ở trong cái bài đầu tiên. Đó là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự thuộc một trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất là có ít nhất một trong các bên chủ thể tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài. Thứ hai nữa là các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam, nhưng mà việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc là chấm dứt cái quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài. Hoặc là các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam, nhưng đối tượng của cái quan hệ pháp luật dân sự đó
lại là ở nước ngoài. Thế thì mình thay những cái quan hệ dân sự bằng cái quan hệ sở hữu thì các bạn sẽ có được cái khái niệm của quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài. Tức là trong một quan hệ sở hữu thì sẽ có ít nhất một bên trong quan hệ là cá nhân tổ chức nước ngoài, hoặc là tài sản liên quan tới quan hệ đó nằm ở nước ngoài, hoặc là cái căn cứ làm phát sinh thay đổi chấm dứt cái quan hệ sở hữu đó nó xảy ra ở nước ngoài, là các bạn đã có được cái khái niệm về cái thế nào là quyền sở hữu có yếu tố nước ngoài. Ở đây thì các bạn nhìn thấy, các bạn nghe qua thì các bạn thấy rõ ràng mình xác định được cái yếu tố nước ngoài của cái quyền sở hữu đấy bởi ba cái yếu tố. Đấy chính là chủ thể, khách thể và sự kiện pháp lý. Đúng không ạ? Tức là có ít nhất một bên trong quan hệ là cá nhân tổ chức nước ngoài là chủ thể, đúng không ạ? Khách thể của quan hệ tức là cái tài sản đó nó nằm ở nước ngoài, hoặc là cái sự kiện pháp lý nó làm phát sinh thay đổi chấm dứt, thì ba cái yếu tố đấy chính nó làm cho cái quan hệ trở thành một cái quan hệ có yếu tố nước ngoài, đúng không ạ? Vậy thì nếu như mà các bạn thấy rằng là có ba cái yếu tố như vậy thì một cái quan hệ không nhất thiết là mình phải vừa có một bên là người nước ngoài, vừa có tài sản ở nước ngoài, vừa phải sự kiện pháp lý phát sinh thay đổi chấm dứt ở nước ngoài, không cần thiết. Mà mình chỉ cần một trong ba cái yếu tố đấy là thỏa mãn để cho cái quan hệ sở hữu trở thành quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài rồi. Vậy thì các bạn lấy một cái ví dụ về chủ thể là người nước ngoài ở trong cái quan hệ sở hữu cho cô được không ạ? Mời em. Thưa cô, lấy ví dụ về quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài, ví dụ như là ông A quốc tịch Mỹ sinh sống tại Việt Nam, mua một căn hộ chung cư tại Việt Nam, thì đó là quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài theo tư pháp quốc tế ạ. Cảm ơn em, mời em ngồi xuống. Thì bạn vừa lấy một cái ví dụ về ông A có quốc tịch nước ngoài là quốc tịch Mỹ, thì bạn thấy rõ ràng rằng đây là một người nước ngoài đã mua một cái căn hộ tại Việt Nam, thì rõ ràng đây là người nước ngoài đã xác lập một quan hệ sở hữu ở tại Việt Nam, đúng không ạ? Bạn nào có thể lấy cho cô một ví dụ về pháp nhân được không ạ? Dạ, mời em. Em thưa cô, lấy một ví dụ về pháp nhân thì là một công ty B ký hợp đồng mua bán máy vi tính cho việc đặt văn phòng tại đại diện tại Việt Nam. Mời bạn ngồi xuống. Bạn mới nói là một công ty B mua một hệ thống máy vi tính để phục vụ cho việc đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam. Tuy nhiên bạn chưa nêu được công ty B này quốc tịch nước nào. Vì vậy chúng ta chưa xác định được đó có phải là công ty nước ngoài hay không, phải là pháp nhân nước ngoài hay không. Để có câu trả lời chính xác thì bạn phải nêu rõ quốc tịch của công ty B. Ví dụ công ty B là quốc tịch Áo hay là quốc tịch Hà Lan hay là quốc tịch Pháp, ví dụ như vậy ha. Vậy thì các bạn thấy là ở phần chủ thể thì nó rất là đơn giản, mình chỉ cần lấy hoặc là chủ có một bên chủ thể là cá nhân hoặc là tổ chức nước ngoài là được rồi, đúng không ạ? Thì ở phần chủ thể này các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có đầu tiên là cá nhân mà các bạn vừa lấy, đúng không ạ? Thứ hai nữa là pháp nhân. Thì các bạn sẽ thấy là với cá nhân mình sẽ có cá nhân là người Việt Nam, thứ hai nữa là cá nhân là người nước ngoài, đúng không ạ? Đều được coi là chủ thể của quan hệ này mà. Thì bởi vì có ít nhất một trong các bên là quan hệ là người nước ngoài, thứ hai nữa là tổ chức, thì các bạn cũng sẽ có tổ chức Việt Nam hoặc là tổ chức nước ngoài. Đó, thì mình đã có bốn chủ thể, tức là cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài, tổ chức Việt Nam và tổ chức nước ngoài. Vậy thì những cái khái niệm mà liên quan tới bốn chủ thể này các bạn đã đều được nghiên cứu ở trong những cái môn học trước. Ví dụ như là với cái khái niệm thế nào là người nước ngoài, các bạn đã được nghiên cứu ở trong công pháp quốc tế. Nó được quy định tại điều 3 của luật quốc tịch, đúng không ạ? Tức là quốc tịch nước ngoài là quốc tịch của một nước, không phải là quốc tịch của Việt Nam. Tức là một người nước ngoài được coi là không có quốc tịch Việt Nam. Thì có thể họ là người không có quốc tịch, hoặc có thể họ là người có quốc tịch nước ngoài, hoặc là ở trong luật về xuất nhập cảnh của người nước ngoài ở tại Việt Nam, xuất nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, thì cái thuật ngữ không quốc tịch thể hiện rất là rõ ở trong cái khoản 1 điều 3 của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Đó là người nước ngoài là người mang giấy tờ xác định quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam. Đó, thì các bạn thấy là mình chốt lại là với người nước ngoài thì mình có hai dạng. Thứ nhất là có quốc tịch nước ngoài, thứ hai là không có quốc tịch, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là đến cái chủ thể thứ hai là tổ chức pháp nhân, thì bạn thấy được rằng là mình không có một cái quy định nào mà quy định thế nào là một tổ chức nước ngoài, một pháp nhân nước ngoài. Tuy nhiên ở trong luật thương mại và luật dân sự thì người ta có quy định về pháp nhân Việt Nam. Đó, thì ở đấy người ta quy định là pháp nhân Việt Nam, tức là pháp nhân được đăng ký hoặc là thành lập theo pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam. Còn theo Điều 80 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 thì pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam
là pháp nhân Việt Nam. Vậy thì từ đấy các bạn có thể suy ra rằng pháp nhân nước ngoài tức là pháp nhân không được thành lập theo pháp luật Việt Nam, hoặc là một pháp nhân được thành lập theo pháp luật nước ngoài thì nó là pháp nhân của nước ngoài, đúng không ạ? Ở trong bộ luật dân sự năm 2015 có một điểm sửa đổi rất là mới, đó chính là đã chính thức quy định nghĩa vụ dân sự của quốc gia khi mà tham gia vào trong các quan hệ dân sự. Trước đây thì bộ luật dân sự năm 2005 chưa hề có quy định về vấn đề này. Và quốc gia là một chủ thể đặc biệt trong tư pháp quốc tế. Quốc gia như các bạn đã nghiên cứu ở trong công pháp quốc tế là một chủ thể cơ bản của công pháp quốc tế, đúng không ạ? Và trong quan hệ của tư pháp quốc tế thì quốc gia cũng trở thành một chủ thể của tư pháp quốc tế khi mà quốc gia cũng có những cái nhu cầu dân sự cần phải được đáp ứng. Ví dụ như là quốc gia cần phải mua sắm hệ thống máy vi tính để hoàn thiện cái bộ máy hành chính chẳng hạn, hoặc là quốc gia có nhu cầu mua lương thực thực phẩm chẳng hạn, hoặc là quốc gia có nhu cầu mua vũ khí. Thì đấy là những cái nhu cầu dân sự của quốc gia mà quốc gia có thể tham gia ký kết với một cá nhân, một tổ chức nào đấy. Vậy thì khi mà quốc gia tham gia ký kết những cái giao dịch như vậy với cá nhân, tổ chức thì quốc gia sẽ trở thành chủ thể của tư pháp quốc tế. Và bên cạnh đấy, với quốc gia trước đây chúng ta luôn luôn nghĩ rằng nó sẽ phải là chủ thể của, là một quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của công pháp quốc tế giữa hai quốc gia với nhau. Nhưng với bộ luật dân sự mới thì cái nghĩa vụ dân sự của một quốc gia nước ngoài với một quốc gia Việt Nam cũng sẽ được điều chỉnh theo như pháp luật của Việt Nam, tức là theo quy định tại cái điều 97, 98, 99, 100 của Bộ Luật Dân sự năm 2005. Ở đây các bạn có thể thấy quy định tại điều 97 Bộ Luật Dân sự năm 2015 đó là gì? Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi tham gia quan hệ dân sự thì bình đẳng với các chủ thể khác và chịu trách nhiệm dân sự. Thì các bạn nghiên cứu ở trong cái học phần chung các bạn cũng thấy rằng quốc gia là chủ thể đặc biệt và quốc gia có quyền miễn trừ, đúng không ạ? Các bạn còn nhớ về cái quyền miễn trừ của quốc gia, tức là quốc gia sẽ không bị xét xử, sẽ không bị áp dụng các biện pháp bảo đảm sơ bộ cho vụ kiện, sẽ không bị bắt buộc phải thi hành án. Thì khi quốc gia tham gia vào trong những cái quan hệ dân sự như vậy, và trong một số trường hợp mà tôi sẽ liệt kê sau đây, thì quốc gia sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự mà pháp luật của mình cũng quy định rất là rõ ràng. Và các bạn sẽ thấy ở đây, ví dụ tại điều 100 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, người ta quy định về trách nhiệm nghĩa vụ dân sự của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở địa phương trong quan hệ dân sự với một bên là nhà nước, pháp nhân, cá nhân nước ngoài, đúng không ạ? Đó thì các bạn thấy rằng là mình sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự trong trường hợp mà điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về việc từ bỏ cái quyền miễn trừ. Tức là khi mà nhà nước Việt Nam tham gia vào với một cá nhân chủ thể mà ở đấy có một cái điều ước quốc tế ràng buộc giữa nhà nước Việt Nam mình với cái cá nhân chủ thể kia, tức là với cái quốc gia của cá nhân chủ thể kia có điều ước quốc tế liên quan về cái quyền miễn trừ khi mà tham gia vào trong các quan hệ dân sự, thì nhà nước mình sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự đối với cái giao dịch đó. Hoặc là thứ hai là các bên trong quan hệ dân sự có thỏa thuận là từ bỏ quyền miễn trừ. Tức là khi chúng ta giao kết hợp đồng với một bên là quốc gia, ví dụ em giao kết một hợp đồng mua bán lúa với cả Thái Lan chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì khi đấy em yêu cầu nhà nước Thái Lan là phải từ bỏ cái quyền miễn trừ để trở thành một chủ thể ngang bằng với em về quyền và nghĩa vụ, thì khi đấy nhà nước sẽ ở vào một cái vị trí ngang bằng với cả cá nhân chúng ta để mà xác lập những cái quan hệ dân sự và phải chịu trách nhiệm dân sự khi mà tham gia vào trong các quan hệ dân sự. Tiếp theo nữa, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở địa phương từ bỏ quyền miễn trừ. Khi mà trong trường hợp mà mình đơn phương mình từ bỏ cái quyền miễn trừ của mình đi, tức là quốc gia là một chủ thể đặc biệt, là một chủ thể có chủ quyền và tôi từ bỏ cái quyền miễn trừ của tôi, thì khi đấy bằng cái hành vi đơn phương tôi từ bỏ quyền miễn trừ thì tôi đã trở thành một chủ thể ngang bằng với các cá nhân tổ chức khác. Đó thì trong trường hợp này thì quốc gia đã phải chịu trách nhiệm dân sự của mình khi tham gia vào trong các quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài hoặc là các quan hệ dân sự khác có yếu tố nước ngoài. Trong những cái trường hợp vừa rồi thì các bạn cũng thấy rằng tôi đã liệt kê ra những cái trường hợp mà quốc gia chúng ta sẽ không được hưởng cái quyền miễn trừ tuyệt đối, tức là chúng ta sẽ bị khởi kiện, chúng ta sẽ bị áp dụng các biện pháp bảo đảm sơ bộ cho vụ kiện, chúng ta sẽ phải thi hành án và tài sản của quốc gia trong những trường hợp như này có thể sẽ bị tịch thu, có thể sẽ bị niêm phong để bảo đảm cho cái việc thi hành án hoặc là để bảo đảm cho vụ kiện. Đó thì những cái trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ lưu ý trong quá trình mà các bạn giải quyết những cái bài tập. Vậy thì liên quan tới cái phần chủ thể như vậy thì có một cái kết luận nhỏ nhỏ, tức là các bạn thấy rằng có ít nhất một bên chủ thể là cá nhân, tổ chức hoặc là quốc gia nước ngoài,
đúng không ạ? Vậy thì ở chỗ này thì mình đã có thêm hai chủ thể nữa, đó là quốc gia Việt Nam và quốc gia nước ngoài nữa rồi, bên cạnh cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài và tổ chức Việt Nam, tổ chức nước ngoài, đúng không ạ? Vâng, thứ hai nữa là về khách thể. Về khách thể thì đối tượng của quan hệ sở hữu là tài sản nằm ở nước ngoài. Bạn nào có thể lấy cho cô một cái ví dụ về tài sản nằm ở nước ngoài trong một cái quan hệ sở hữu được không ạ? Mời em. Dạ, cô lấy ví dụ về một tài sản ở nước ngoài, ví dụ như là anh A học tập và làm việc ở Nga và mua một ô tô ở Nga. Cảm ơn em, mời em ngồi xuống. Bạn lấy ví dụ hoàn toàn chính xác, tức là một công dân là người Việt Nam, sau đó sang sinh sống ở Nga để học tập, thì ở đây anh này đã mua một chiếc xe hơi tại Nga. Thì các bạn thấy trong trường hợp này cái tài sản nó liên quan tới, nó nằm ở Nga. Thì bên cạnh đấy thì cái ví dụ của bạn đưa ra thì nó có một cái điểm mình có thể khai thác thêm. Ví dụ nếu như anh này mà mua một cái tài sản của người Nga thì nó lại xuất hiện thêm một cái chủ thể nữa là có yếu tố nước ngoài, đúng không ạ? Là chủ thể cũng có yếu tố nước ngoài bên cạnh cái khách thể luôn, đúng không các bạn? Đó. Còn nếu như mà mua của người Việt Nam ở Nga thì trong trường hợp này sẽ chỉ là khách thể ở nước ngoài mà thôi, đúng không ạ? Và tiếp theo nữa là đấy chính là về cái sự kiện pháp lý. Thì cái sự kiện pháp lý ở đây nó chính là cái sự kiện nó làm xác lập, thay đổi, thực hiện, chấm dứt cái quan hệ sở hữu nó xảy ra ở nước ngoài, đúng không ạ? Ví dụ như là tôi mua một cái nhà ở nước ngoài chẳng hạn, thì đấy cũng là một cái quan hệ mà nó phát sinh tại nước ngoài ha các bạn. Vậy thì mình chốt lại về cái phần yếu tố nước ngoài là như vậy, là mình có ba cái: thứ nhất là chủ thể, thứ hai là khách thể và thứ ba là sự kiện pháp lý. Thì ở đây các bạn nhớ được chủ thể thì mình có ít nhất một bên là người nước ngoài, thứ hai nữa khách thể là tài sản nằm ở nước ngoài, và thứ ba là sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi, thực hiện, chấm dứt quan hệ xảy ra tại nước ngoài, làm các bạn có thể tóm gọn lại được cái yếu tố nước ngoài nó thể hiện như thế nào ở trong cái quan hệ sở hữu, đúng không ạ? Có một nhận định như thế này thì các bạn xem là đúng hay sai ha. Quan hệ sở hữu phát sinh giữa hai công dân Việt Nam không thể chịu sự điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Theo các bạn đó là một nhận định đúng hay là nhận định sai? Mời em. Thưa cô, theo nhận định này em cho là sai, tại vì cái tài sản này là ở nước ngoài mà nó thỏa mãn cái khách thể trong tư pháp quốc tế. Cảm ơn em, mời em ngồi xuống. Bạn trả lời là nhận định này là nhận định sai là hoàn toàn chính xác, vì chúng ta cũng vừa nghiên cứu là cái khách thể của quan hệ là tài sản nằm ở nước ngoài. Thì ví dụ giữa hai công dân Việt Nam, nhưng mà cái tài sản của họ có thể là họ mua bán một cái nhà nước ngoài, một cái xe hơi ở nước ngoài chẳng hạn, hoặc là giữa hai công dân Việt Nam luôn nhưng mà ở nước ngoài, nhưng mà họ phát sinh một cái quan hệ sở hữu nào đấy ở nước ngoài, thì nó cũng làm cho cái quan hệ của họ sẽ trở thành một quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài và nó sẽ chịu sự điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Kết luận lại phần chủ thể này, như chúng ta đã trao đổi hồi nãy, đúng không ạ? Nó có 3 yếu tố, tức là chủ thể, khách thể và sự kiện pháp lý ha. Và các bạn lưu ý rằng chỉ cần một trong 3 yếu tố này thôi đã khiến cho quan hệ sở hữu trở thành cái quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài. Vậy thì tại sao mình lại phải tập trung, mình nghiên cứu rất là kỹ cái yếu tố nước ngoài nó thể hiện như thế nào trong cái quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài như vậy, để các bạn thấy rằng chúng ta sẽ phải xác định cái thẩm quyền của tòa án quốc gia khi mà cái quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài này nó phát sinh tranh chấp. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải xác định cái pháp luật áp dụng để giải quyết tranh chấp cho cái quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài này khi nó phát sinh tranh chấp. Tại sao lại phải như vậy? Tại vì các bạn thấy rằng cái quan hệ sở hữu nếu như mà thông thường giữa những công dân Việt Nam với nhau, với tài sản ở tại Việt Nam và quan hệ đấy nó phát sinh tại Việt Nam thì luật dân sự của Việt Nam sẽ điều chỉnh. Nhưng mà nếu có yếu tố nước ngoài thì các bạn thấy rằng có thể là chủ thể, có thể là khách thể ở nước ngoài, thì lúc này các bạn thấy rằng nó sẽ phát sinh thêm một cái hệ thống pháp luật nữa cùng có khả năng áp dụng để điều chỉnh. Và có phát sinh thêm một cái tòa án nữa cũng có khả năng giải quyết tranh chấp. Tại sao lại như vậy? Giả sử tôi là người Việt Nam, em là người nước ngoài, mình phát sinh một cái quan hệ sở hữu với nhau. Ví dụ cô mua của bạn một cái xe hơi đi ha, ở nước ngoài. Và bây giờ cô đã thanh toán hết tiền cho bạn rồi, nhưng mà bạn không giao xe hơi cho cô. Thế thì cô sẽ khởi kiện tại tòa án của nước cô, ví dụ như vậy. Thế thì bạn thấy rằng là gì? Không đúng như thỏa thuận. Cái xe này nó sẽ phải ở một cái tình trạng như thế nào, chưa đến cái thời điểm giao xe chẳng hạn, thì bạn cũng không thỏa mãn với điều đó và bạn khởi kiện tại tòa án của nước bạn. Tức là chúng ta sẽ cùng đi khởi kiện ở tòa án của chúng mình, đúng không ạ? Còn cái việc đấy ở trong pháp luật Việt Nam là không thể có được nếu như đấy là quan hệ sở hữu không có yếu tố nước ngoài. Vậy thì mình sẽ phải xác định xem là khi một quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài phát sinh tranh chấp như vậy thì cái tòa án nào sẽ là tòa án có thẩm quyền để giải quyết.
Vậy thì việc xác định tòa án như vậy các bạn đã nghiên cứu ở trong chương 3 của phần trước, tức là xác định thẩm quyền của tòa án quốc gia đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Thì khi có yếu tố nước ngoài như vậy, mình sẽ phải xác định rằng tòa án của mình có thẩm quyền hay không. Tư pháp quốc tế Việt Nam sẽ đi xác định trong cái quan hệ sở hữu phát sinh tranh chấp kia, tòa án Việt Nam có thẩm quyền hay không, cũng như chính tư pháp quốc tế của bạn sẽ xác định tòa án của bạn có thẩm quyền hay không trong cái quan hệ sở hữu giữa chúng mình. Đúng không ạ? Đấy là cái vấn đề đầu tiên mà ý nghĩa của cái yếu tố nước ngoài khi mà mình cần phải nghiên cứu. Và thứ hai nữa là mình sẽ phải xác định luật áp dụng để điều chỉnh cho cái quan hệ đấy. Tại sao lại như vậy? Bởi vì bạn thấy rằng là khi mà một cái quan hệ sở hữu nó phát sinh lên như thế thì rõ ràng rằng là hai chúng mình sẽ chịu sự điều chỉnh của hai hệ thống pháp luật. Vậy thì quan hệ giữa chúng ta sẽ có khả năng chịu sự điều chỉnh của hai hệ thống pháp luật. Vậy thì bây giờ luật nào sẽ điều chỉnh? Tức là khi quan hệ phát sinh tranh chấp, mình đã chọn được một tòa án. Thế thì tòa án của Việt Nam đấy không thể nào đương nhiên áp dụng luật của Việt Nam. Nếu áp dụng luật của Việt Nam, bạn này bạn kiện, bạn bảo ơ cô kỳ sao lại áp dụng luật của cô, luật em đâu. Các bạn hình dung vấn đề không nào? Bởi vì đấy là một quan hệ bình đẳng. Là quan hệ bình đẳng về nhân thân và tài sản giữa tôi và bạn ấy, thì không thể nào tự nhiên tòa án Việt Nam sẽ áp dụng luật Việt Nam trong trường hợp tòa án Việt Nam có thẩm quyền. Thế thì lúc này chúng ta sẽ phải lựa chọn xem hệ thống pháp luật nào sẽ được áp dụng. Mà cái này đấy chính là giải quyết cái hiện tượng xung đột pháp luật trong học phần chung các bạn học ở cái chương 2. Đấy là ý nghĩa của việc xác định yếu tố nước ngoài, bởi vì nó rất là quan trọng. Nó sẽ xác định được xem cái quan hệ sở hữu chúng mình học ngày hôm nay nó là của tư pháp quốc tế hay nó là của luật dân sự mà các bạn đã từng nghiên cứu rồi. Được không ạ? Khi mà mình xác định được cái ý nghĩa của việc xác định yếu tố nước ngoài trong một cái quan hệ sở hữu như vậy, thì chúng ta cũng đặt ra được trong cái phạm vi nghiên cứu của tư pháp quốc tế đối với cái quan hệ sở hữu đấy nó như thế nào. Có một cái quan điểm người ta cho rằng như thế này: tư pháp quốc tế chính là ngành luật dân sự có yếu tố nước ngoài. Các bạn có đồng ý với cái quan điểm này của cô không? Có bạn nào có thể trả lời không ạ? Mời em. Thưa cô, theo em thì nhận định này là đúng. Tại vì đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế là quan hệ dân sự và có yếu tố nước ngoài. Cảm ơn em, mời em ngồi xuống. Trước đây thời điểm mà tôi mới đi giảng đó, thì tôi có gặp cái câu hỏi này của một sinh viên đặt ra. Thì lúc đấy thật sự ra là cũng hơi bất ngờ. Nhưng mà với khoảng độ 5 giây suy nghĩ thì cô nghĩ rằng nhận định này không đúng. Bởi vì cái đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế nó là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Là mình đã nghiên cứu là như vậy, nãy giờ mình đều trao đổi với nhau là như thế. Nhưng mà bên cạnh việc nghiên cứu những quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài đấy, tư pháp quốc tế còn đi xác định thẩm quyền của tòa án quốc gia, còn giải quyết vấn đề về công nhận và cho thi hành cái bản án phán quyết của tòa án nước ngoài, trọng tài nước ngoài trên lãnh thổ của quốc gia mình. Như vậy thì hai cái vấn đề mà cô vừa đề cập tới đây, bộ luật dân sự không hề điều chỉnh hay là luật dân sự không hề điều chỉnh, nó nằm ở tố tụng dân sự. Vậy thì tư pháp quốc tế không thể nào là ngành luật dân sự có yếu tố nước ngoài được. Mà tư pháp quốc tế nó là một ngành luật độc lập và nó có đối tượng điều chỉnh riêng, phương pháp điều chỉnh riêng và cái phạm vi nghiên cứu của tư pháp nó cũng hoàn toàn là độc lập. Các bạn cũng thấy là mình sẽ làm một cái bảng so sánh, mình phân biệt được cái quan hệ sở hữu ở trong tư pháp quốc tế và trong luật dân sự là như thế nào. Ở trong luật dân sự thì các bạn đã nghiên cứu và các bạn thấy rằng căn cứ để xác lập thay đổi chấm dứt quyền sở hữu này, hình thức quyền sở hữu này, hình thức sở hữu, nội dung của quyền sở hữu, đó là chiếm hữu, sử dụng, định đoạt, rồi các bảo vệ cái quyền sở hữu đấy như thế nào. Tức là những cái vấn đề nội dung của cái quyền sở hữu các bạn sẽ đi học, các bạn sẽ đào sâu khi nào thì tôi phát sinh quyền sở hữu, khi nào tôi chấm dứt quyền sở hữu, nội dung của quyền sở hữu sẽ là cái gì. Còn trong tư pháp quốc tế thì bạn sẽ không đi nghiên cứu lại những cái vấn đề mà mình đã nghiên cứu ở trong luật dân sự nữa. Mà khi một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài phát sinh cái quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài đấy rồi, thì khi nào tòa án sẽ có thẩm quyền để giải quyết nếu cái quan hệ đấy nó phát sinh tranh chấp là vấn đề đầu tiên. Thứ hai là tôi đi giải quyết cái hiện tượng xung đột pháp luật ở trong cái quan hệ sở hữu đấy như thế nào, chứ tôi không đi xác định nội dung của quyền sở hữu như thế nào nữa, mà tôi đi giải quyết xung đột pháp luật nó phát sinh ở trong cái quan hệ sở hữu đó. Và thứ ba nữa là khi mà một cái quan hệ sở hữu đấy nó phát sinh tranh chấp, tôi xác định được tòa án có thẩm quyền rồi, tôi xác định được luật áp dụng để mà giải quyết cho cái quan hệ sở hữu đấy rồi, thì cái bản án của tôi sẽ phải được công nhận và cho thi hành tại nước ngoài như thế nào? Hoặc là cái bản án đã được tuyên tại nước ngoài sẽ phải được công nhận và cho thi hành tại nước tôi như thế nào? Thì đấy mới chính là cái nội dung, cái phạm vi nghiên cứu của tư pháp quốc tế. Nó khác hoàn toàn so với luật
dân sự. Thì các bạn thấy rằng trong luật dân sự mình tập trung và mình nghiên cứu cái chế định sở hữu đấy một cách trọn vẹn, cụ thể, từng nội dung cụ thể. Nhưng mà trong tư pháp quốc tế thì nó không phải. Nó chỉ xác định cái thẩm quyền của tòa án quốc gia, tức là mình đi tìm xem tòa án của mình có thẩm quyền hay không. Tức là tôi gẩy quả bóng về tố tụng dân sự, đúng không ạ? Sau đấy thì tôi sẽ tìm xem luật nào áp dụng. Nếu như luật của Việt Nam áp dụng, tôi gửi về luật dân sự của Việt Nam, đúng không ạ? Nếu như là chọn được cái luật của nước ngoài thì tôi gửi sang luật nước ngoài để áp dụng và điều chỉnh. Sau đấy rồi thì công nhận và cho thi hành, đấy nó lại gửi về bộ luật tố tụng dân sự, chứ không phải là luật dân sự đơn thuần. Thì các bạn thấy rõ được là nó hoàn toàn khác biệt trong cái quan hệ của sở hữu của luật dân sự với cái quan hệ sở hữu của tư pháp quốc tế ha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành tiết đầu tiên của bài sở hữu. Vậy thì trong cái tiết đầu tiên này các bạn nhớ dùm cho cô được thế nào là quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài ha. Các bạn nhớ được cơ sở pháp lý của cái quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngoài. Thứ hai nữa, các bạn xác định được cái phạm vi nghiên cứu của tư pháp quốc tế đối với cái quan hệ sở hữu ha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.